chạy anh vụ gì? Là vụ gì ạ? Cho mượn tiền của hổng từng rồi đó nè. Đây hình ảnh ở đâu? Nó trống hả? Đưa anh hết rồi đó. Alo, bây giờ bà có biết là ơn chia sẻ giúp giùm. Đây em này nó làm công nhân đi làm gì phim 1 giờ. 1 giờ thì nó bị cậy cửa nhà trọ phải không? Cái nhà trọ phường Tân Định thị xã Bến Cát Bình Dương thì nó bị mất tài sản là cái xe mới mua trả góp có 3 tháng thôi. Phải không chứ cô Sành phải không? Chú xanh màu gì? Của xanh màu gì? Màu xám xanh. Màu xám xanh hả? Biển số? Dạ màu xám xanh. Biển số? Biển số là 39H1407 46. À, 40746 hả? Dạ. Và hai điện thoại hiệu gì? Dạ một cái là iPhone Edit Max với một cái là Redmi. Ờ à, bà con bác làm ơn cảnh giác hiện nay là nhất cho em nhà trọ nè, anh em nhà trọ nè ngủ làm ơn đi về làm ơn gà chút phá bốc phá trong nữa. Hiện nay tội phạm nó có cái kéo nhỏ, nó chế ra kéo nhỏ là nó ấy hay kẻ hở của mình á, nó kẻ nó đẩy cái chốt phá ra là nó lấy trộm xe rồi. Nên bà con của bác làm ơn cảnh giác những vấn đề này ha. Thì cô nói nhiều lần lắm rồi, hiện nay là bây giờ trộm cắp đêm phi nhiều lắm. Hiện nay là bà con của bác làm ơn cảnh giác giùm tôi. Ở nhà trọ làm ơn đẩy xe vô nhà xong rồi tối ngủ làm ơn gà chút phá bốc phá trong nghe, làm ơn nhắn. Bây giờ em này nó mua xe mới trả góp có 3 tháng trời thôi. Hai vợ chồng làm là cực khổ mà bị kẻ trộm nó vô lấy xe quy sành và một và hai cái điện thoại và số tiền là 5 triệu tiền mặt. Đúng không? Bây giờ em họ tên gì? Dạ em tên là Phạm Quốc Dương ạ. Sinh năm mấy? Sinh năm 2003. Quê đâu? Quê Cà Mau. Quê Cà Mau thì giờ cầm trú ở phường nào, số nhà số mấy, nói cho rõ để cho anh em họ tìm. Dạ. Nhà trọ của ai? Nhà trọ của cô Loan. Cô Loan ở phường nào? Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Dạ, đúng rồi. Nói sơ là tôi hiểu rồi. Dạ. Mà mình ở trọ mình không biết ở đâu nữa, chết rồi. Đúng không? Nên bà cô bé là bên thấy chiếc xe Wilson biển số đọc lên coi 69H1407 46. Bà cô bé là bên chia sẻ cho bà con em này mua xe mới chạy góp 3 tháng à. Xe chưa chạy chưa được mới có mấy trăm cây số à. Không mấy trăm cây số mà giờ bị mắc xe cả đời mua được cái xe giờ hai chồng giờ phải trắng tay mắc hai điện thoại nữa với 5 triệu tiền mặt đó. Bà con phải lợn chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm ha. Cảm ơn con em này lại đây ơn em này đi. Bà con bác hẹn giờ tôi chấm giờ tôi mệt lắm rồi. Hiện bây giờ em họ tên gì? Dạ em họ tên Lê Phi ạ. Sinh năm mấy? Dạ sinh năm 98. Quê đâu? Dạ quê Trà Vinh. Hiện giờ em đến đây nhập sĩ Vinh Hải là chuyện gì? Dạ chuyện là nhờ anh Hải giùm hỗ trợ và tìm vợ anh ạ. Rồi hai vợ chồng ở có mấy đứa con? Dạ có 5 đứa con. Năm sinh năm 88, vợ sinh cho 3, 5 đứa con. Em hay anh rồi, em hay anh rồi. Bây giờ vợ bỏ đi ngày nào? Dạ ngày 30 tháng 5 ạ. Vợ bỏ đi ngày 3 tháng 5 năm 2022. Ở nhà có la rầy đánh vợ vô mà vợ bỏ đi? Dạ không ạ. Không đánh vợ phải không? Dạ. Sao mà vợ bỏ đi? Vợ con dạy nuôi, 5 đứa con dạy nuôi. Dạ con thì đang ở với nội. Vâng, bà có lời chia sẻ cho mọi người. Bà con với lại chia sẻ giùm mà bà coi làm ơn chia sẻ giùm đối tượng này bà vợ bỏ đi rồi bà coi làm ơn chia sẻ. Chị họ tên gì nói lớn lên coi. Dạ vợ em họ tên Thạch Thị Kim Hồng ạ. Bà con với lại giúp giùm thấy chị Thạch Kim Hồng thì phi chỉ về hoặc đi liên hệ cho hiệp sĩ Hải 0913630921. Bà con với lại chia sẻ giùm mọi người. Bà con với lại chia sẻ giùm mọi người. Chia sẻ giùm mọi người, bà con cô bác làm ơn chia sẻ ảnh đi mắc ăn ngủ rồi bỏ công việc làm là phải đi tìm vợ mấy bữa nay. Bà con bác làm ơn chia sẻ giùm ha, bỏ công việc làm tìm vợ, ai thấy vợ ở đâu thì điện thoại giùm ha. Bà con bác làm ơn chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ có nói đâu lời gì cho vợ gì? Dạ thì chỉ có lời nói là nếu mà vợ chấp nhận quay về thì chồng sẽ tha thứ tất cả, vì sống vì con vì hạnh phúc gia đình thôi. Đó là bên chia sẻ. Bà con chia sẻ, bà con chia sẻ. Mong tất cả mọi người chia sẻ. Đó bà chồng khóc rồi thấy chưa? Đó chồng khóc 3 năm bỏ lại 5 đứa con. Vợ sinh năm 93, chồng sinh năm 88, bỏ lại 5 đứa con. Giờ chồng ở nhà bỏ công việc làm đi tìm vợ mấy bữa nay. Chồng khóc quá chừng nè. Đó. Chị thấy mà chồng đi tìm mà chị là bên về. Bà con bác là bà giúp giùm nha. Vũ Ngô và Dương Ánh Dương thấy là bà giúp giùm nha. Thấy hoài
là bên giúp giùm bà con, thấy bà con chia sẻ giùm như bà con tội nghiệp lắm, bây giờ xã hội giờ nó buôn màu buôn vẻ rồi. Bây giờ cô là mẹ của vợ ảnh rồi, cô có đôi lời nói cho con nó về sum họp với gia đình, cho con nó lại sum họp với gia đình, bỏ con tới 5 đứa là vâng. Bỏ đi 5 đứa con, bây giờ bây giờ là cô cùng chồng chỉ nuôi phải không? Là tôi mẹ ruột. Biết mẹ ruột, biết rồi. Dạ. Mẹ ruột của cái chị bỏ đi, nhà đi. Dạ. Biết rồi, nhưng mà ý là nói là bây giờ là 5 đứa con hay giờ ai coi? Thì bà nội. Bà nội phải không? Dạ. Đó. Bà cũng bắt đầu ơn chia sẻ giùm hết cái hoàn cảnh này khổ quá rồi. Đó bà con bác, bà chị ơi, chị thấy chị về còn 5 đứa con nữa, mình thương con đi. Dạ. Thương con là ơn bà con, cũng bắt đầu ơn chia sẻ giùm ha. Đó. Bây giờ hành đâu, em đưa hành anh coi. Sao vụ gì? Bạn có biết là bây giờ sáng nay tôi quá trình việc, tôi bây giờ bó tay rồi phải. Đó bây giờ là anh chị đến đây nhờ Tiểu Hải là chuyện gì? Nhờ tìm được người bà này, bà lừa đảo hả? Bà lừa đảo hả? Bà lừa đảo sao? Bà nói tôi nghe. Có nghĩa là bà nhờ mình vợ chồng con, mấy em rể con, em gái con, mẹ con đứng dùng mấy cái xe. Xong rồi bà bảo là trả tiền lãi cho. Xong cái ngân hàng bà cũng bảo y chang. Đứng xe giùm hả? Sao mình đứng xe mua xe giùm ta? Thì mình thua rồi, mình biết là nó lừa đảo rồi, sao đứng giùm, sao báo mua mà bánh để cho mình đứng tên là biến của lừa đảo rồi. Sao nhiều người sao dở vậy? Trời ơi chết. Rồi à, cái ngân hàng cũng mấy cái ngân hàng cũng bà cũng nói này. Ngân hàng tại mình vay tiền cho bà nhưng mà bà trả tiền lãi cho rồi mình chỉ đứng tên giùm thôi. Đứng tên giùm rồi. Thua rồi. Nó hay sao kỳ, mình nè, mình sống mình phải hiểu, mình phải có cái đầu chứ. Ủa xe bà đi mua xong bà để mình đi mua đứng tên giùm là mình biết là bà lừa đảo rồi. Phải không? Trời ơi chết rồi, đi đến tôi cái vụ này chắc hơi ấy kìa. Vụ này hơi khó. Gần 1 tỷ đó chú ơi. Vậy? Gần 1 tỷ đó. Đây đây. Gần 1 tỷ luôn hả? À, cái người mà lừa đảo kia là họ tên gì? Họ tên Hồng Kim Châu, tên thường gọi là Hồng Kiến Châu, sinh năm 1977. Vâng. Cái chị này hiện giờ quê đâu? Cái người lừa đảo này giờ đang ở đâu? Quê ở Kiên Giang. Quê Kiên Giang hả? Dạ. Chỉ chồng con rồi chưa? Dạ không có chồng, nuôi con từ con nuôi con. Bà bỏ đi cả đâu? Thì mới mấy ngày đây chung quay lại cái vùng, các cái vùng ở tỉnh miền Tây là Kiên Giang, Cà Mau. Là chứ là em cho bà mượn tiền là ở đâu? Em đứng tên xe cậu là ở đâu? À, đứng tên xe cậu là ở Bến Cát. Mình còn vừa bà ở Bến Cát không? Lúc chúng bà cầm xuống Bến Cát không? Dạ. Rồi bà con mới thấy bà đó từ đầu điện thoại Hiệp Tiểu Hải 0913630921 0913785 mình cho mượn tiền, mượn xe, mình mua để có giấy tờ vô. Có không? Có giấy tờ nhưng mà còn hết trơn à. Phải phô câu này để cắt này lại. Để đây là để mắc là mắc tiền luôn nha. Ha. Đó bà con bé là ơn chia sẻ giùm bà coi. À, Hiếu tổng cộng là nhiêu tiền? Tổng cộng là tiền mặt là 100 triệu. Ờ. Rồi tiền vay ngân hàng nữa là của con là 90 triệu. Mình gian hàng giùm ta hả? Dạ. Bà làm cái gì mà dám gian hàng, mà biết bà làm cái gì bà không mà sao dám gian hàng cho bà? Đứng tên xe cho bà làm sao? Thì bà mở công ty đó. Thì cho mấy người sao khôn dữ, nhiều người thấy khôn dữ thiệt. Anh để em đây là 150 triệu, còn bên chồng con là đứng một cái xe, một cái ngân hàng. Sao mình thôi mình dở vậy? Rồi em sao em nói cho anh nghe, em bị bả lừa nhiêu? Bà lừa em trăm mấy triệu. Trăm mấy là trăm mấy? 155 triệu. Sao còn có nhiêu tờ giấy nè? Tờ giấy là nhiêu tiền? Tờ giấy này là tự lúc đó là vay là tự bà tự tay ghi, tự tay chồng. Có 1 triệu à? 40 triệu. 40 triệu à? Còn mấy giấy gì đâu? Mấy giấy kia làm thì mình thân quen rồi, chuyển khoản qua chỉ có hình chuyển khoản. Chuyển khoản mình đi sao kê về đi. Sao kê về? Rồi nè, tôi chỉ làm cái đơn. À. Làm cái đơn sao kê là bà báo trốn không? Đang làm ngày công ty chung báo trốn hay sao? Không phải mà kiểu còn như báo nhà con. Vâng. Báo nhà con nghĩ là mình làm cho bà, nhưng mà bây giờ bà thành ra là bà đang làm gì? Mà mình ấy bà về em ngồi đi. Bả giả danh là bả người từ thiện anh. Rồi. Xong bả lừa mấy đứa bé này. Rồi. Xong em có nghĩa em đóng vai trò một người tài xế thôi. Em mới được chỉ thị là nhận chở mấy bé này với bả đi về Nghệ An chơi. Rồi. Em phải xác minh thứ nhà bé, mấy bé ví dụ như khó khăn cái nào bả sẽ cấp nhà cho. Trời xong chết rồi. Cuối cùng đi nửa đường tới Ninh Thuận, cái bả nói là do ngân hàng kẹt tiền rồi nọ không được. Bả kêu em chạy từ từ rồi bả chạy sau. Rồi. Cuối cùng thì tụi em chạy từ từ tới ngoài thì kêu bà chuyển khoản đi, tụi em thì đổ xăng vô, bà không vô, bà không có chuyển, cuối cùng điện thoại thuê bao luôn. Chết mẹ, là bà đi chiếc xe nữa hả? Bà đi thêm chiếc xe nữa, mà tài xế bên kia cũng bị. Ủa xe là xe mình đứng tên phải không? Xe bà đang đi á? Không,
không xe là xe thuê, xe 4 chỗ 7 chỗ. Biết là không có còn mình nghĩ nó đứng trên xe cho bánh được không? Đúng rồi. Mấy xe đang gì đâu? Hiện tại đang bắt lấy xe về mà biển số đang nằm ở trên giao bánh cát. Biển số thì ba cái ba bên trên đấy còn một cái ba. Đôi là chỉ nè đưa. Bây giờ tôi biết vụ này rồi. Thôi để thôi bây giờ bà con cô bác là có còn nhiều việc thôi. Hẹn gặp lại, hẹn giờ còn nhiều việc nữa rồi hẹn để con làm việc này rồi rồi.